Xin chào các bạn, đây là cái hố phân của mình để mình chuẩn bị ủ phân vi sinh nhé. Bên dưới là nền xi măng và đây là mình xây nó một cái gọi là một cái hố, cái chuồng lợn ngày xưa mình nuôi lợn và bây giờ là bỏ không. Thế và đây là phân trâu mình đã hót về đây. Thế và đây là chế phẩm sinh học mà mình đã trộn thêm ít giò bếp vào để mình quãi cho nó dễ quãi nhá. Và đây là những tải coi như là chế phẩm nguyên liệu trấu và rơm của mình để mình chuẩn bị ủ phân vi sinh nha các bạn nhé. Lần cách đây 3-4 hôm thì mình đã đưa các bạn ra đồng để quay và hướng dẫn các bạn, chia sẻ với các bạn cách dùng chế phẩm sinh học ủ rơm rạ. Nhưng hôm nay mình sẽ ủ trấu rơm rạ với lại phân chuồng. Đấy. Cái cách hôm qua thì mình chỉ ủ nguyên chế phẩm sinh học với lại rơm rạ thôi. Còn cái cách này thì mình lại ủ lẫn phân chuồng với chế phẩm sinh học với lại rơm rạ. Và bây giờ các bạn hãy cùng xem mình cách của mình làm nhé. Trước tiên là chúng ta hãy cho phân chuồng xuống nữa nhé các bạn. Cho chút phân chuồng xuống. Chúng ta dàn đều ra một lượt. Dàn đều một lượt phân chuồng các bạn nhé. Phân của mình nó là phân trâu nên là nó hơi ướt, thế nên là mình mới chọn cách là mình quãi bột chế phẩm sinh học. Chứ nếu như mà là phân khô, rơm rạ nó khô thì chúng ta lại chọn cách là tưới hòa nước ra để chúng ta tưới như kiểu là hôm mình làm rạ các bạn, rơm rạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ đổ rơm, cái trấu. Nếu có rơm, đổ rơm, có trấu, chúng ta đổ trấu. Chúng ta đổ một lần thôi. Tiếp theo chúng ta lại giảm đều nó ra. Và tiếp theo là cái chế phẩm sinh học chúng ta sẽ quãi. Quay cả những tay mẹ nó chứ. Chúng ta sẽ quãi một lượt chế phẩm sinh học lên trên chóc nha các bạn nhé. Đấy, quay đều. Nếu như cái phân của chúng ta, cái nguyên liệu của chúng ta mà nó quá khô thì chúng ta hãy hòa nước cái chế phẩm này ra để chúng ta quãi. Còn đây của mình là cái phân trâu nó quá ướt rồi thì là mình sẽ dùng cái chế phẩm mình quãi bột nhé các bạn nhé. Mình sẽ quãi bột khô và xong rồi cứ một lượt phân, một lượt trấu hoặc rơm chúng ta đổ vào, xong chúng ta lại quãi một lượt như thế này và tiếp tục chúng ta cứ lần lượt và chúng ta quãi nhé các bạn nhé. Và các bạn ơi, chúng ta đã cho được phân và trấu rơm cho vào đây. Nên thì cuối cùng, lượt cuối cùng là chúng ta sẽ cho một lượt cái phân chế phẩm sinh học này lên trên chốc nhé. Các bạn hãy quãi lượt chế phẩm này lên trên chốc cho mình. Như cách đây nhiều năm về trước thì là mình không biết đến cái chế phẩm sinh học này á, thì mình cũng ủ
phân theo cách này, nhưng mà mình cho vôi bột các bạn ạ. Cho vôi bột vào thì là nó đấy, các bạn thấy không? Bắt đầu chưa cho cái chế phẩm sinh học vào thì có con ruồi, con muỗi. Nhưng mà cho vào một cái là các em nó bay đi hết. Dần dần nó bay đi hết. Nên các bạn xem cái chuồng trại nhà mình đây. Mình nuôi trâu, nuôi lợn 3 ngăn. Ngăn này thì mình không nuôi nữa và mình cho các cái đồ ăn khô vào đây. Đây này, chuồng trại trâu. Đấy, nền cho trâu ở khô ráo, thoáng đãng, không có một bóng con ruồi, con muỗi nào các bạn ạ. Mặc dù trên mình đã lợp bờ lô xi măng, nắng không trực tiếp đến, mưa không trực tiếp đến, thế nhưng mà các bạn vẫn phải cho một lượt bạt để phủ lên trên chất cho mình nhé. Phủ để cho coi như là nó giữ nhiệt, để cho cái phân của chúng ta nó nhanh hoai mục các bạn ạ. Chúng ta ủ theo cách này thì chỉ khoảng độ nửa tháng đến 20 ngày thôi là toàn bộ cái phân của chúng ta nó không có một tí mùi hôi nào nữa, là một thứ hai nữa là nó sẽ rất là tơi. Thì khoảng độ 15 ngày sau các bạn bỏ bạt ra và các bạn đảo đều cho mình nhé. Bạn đảo đều cho mình, thế xong rồi là các bạn lại đặt vào trong đến khoảng độ 20 hoặc là trong vòng một tháng kể từ khi chúng ta ủ thế này là chúng ta có thể mang đi sử dụng rất là tơi. Và đây mình cho các bạn xem cái đống mình ủ cách đây một tháng đấy, ủ cách đây một tháng mà mình cũng đã đảo rồi các bạn ạ. Mình đã đảo một lần rồi và đến bây giờ là mình có thể mang đi cái này là đi để mình sử dụng rồi các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn phân này rất là tơ đấy, này chúng ta mang chúng ta bón thì nó cực kỳ là dễ bón, mà cái độ tơi xốp của nó là chúng ta yên tâm. Đấy, và nó không có mùi hôi thối nữa các bạn ạ. Đấy, đây là thành phẩm của mình ủ sau vòng một tháng, là cái đống ủ trước nhé các bạn nhé. Đấy, bạn thấy này, rất là tơi. Và video của mình chia sẻ cách ủ phân dùng chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ vi sinh đến đây là tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn có ý kiến gì, mong các bạn hãy để lại trong phần bình luận và có thể gọi điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0898 717 146. Thì nếu các bạn có muốn trợ giúp gì thì mình sẽ sẵn sàng và chia sẻ cùng các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo. Các bạn thấy video của mình hay, cách làm của mình hữu ích thì mong các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Và làm thử nhé các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn luôn luôn thành công trong cách làm hay của mình.